Cùng theo dõi bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 28 tháng 5 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 5,7 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu. Bệnh nhân 91 có dấu hiệu tỉnh. Pháp cấm sử dụng thuốc sốt rét trong điều trị COVID-19. Thủ tướng Anh suy giảm thị lực sau khi mắc COVID-19. Điểm tương đồng kinh ngạc của nCoV và HIV. Cảnh báo tình trạng đuối nước ở trẻ em. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Tính đến sáng nay 28 tháng 5, tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 5.781.761 người, trong đó có 356.838 ca tử vong. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 1.745.801 ca và số ca tử vong đã lên tới 102.107 ca. Tiếp đó là Brazil ghi nhận 411.821 ca nhiễm và 25.598 ca tử vong, Nga với 370.680 ca nhiễm và 3.968 ca tử vong, Tây Ban Nha với 283.849 ca nhiễm và 27.118 ca tử vong, Anh có 267.240 ca nhiễm và 37.460 ca tử vong. Tại Brazil, Thống đốc bang Sao Paulo ngày 27 tháng 5 cho biết các hoạt động ở bang sẽ được mở lại theo từng giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 và sẽ có những điều chỉnh phù hợp tùy theo diễn biến thực tế của dịch COVID-19. Trong khi đó, nước này ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất thế giới. Tại Mỹ, thị trường thủ đô Washington DC đã ký ban hành quyết định dỡ bỏ lệnh ở nhà và dự kiến bắt đầu giai đoạn 1 mở cửa trở lại, bắt đầu từ ngày 29 tháng 5 và kéo dài đến hết ngày 24 tháng 7. Động thái này diễn ra ngay sau khi thủ đô Washington đã trải qua 14 ngày ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm liên tục. Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel sau cuộc tham vấn với thủ hiến 16 bang một lần nữa kêu gọi người dân không chủ quan về tình hình dịch bệnh, cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa các quy định về giãn cách xã hội, cũng như đảm bảo các điều kiện vệ sinh dịch tễ để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan. Tại châu Á, Indonesia đã có kế hoạch mở cửa trở lại các thánh đường Hồi giáo tại các khu vực tương đối an toàn, song các địa điểm này sẽ phải tuân thủ hướng dẫn về y tế trong giai đoạn bình thường mới. Trong khi đó, Singapore vừa ghi nhận thêm 533 ca nhiễm mới COVID-19 hôm 27 tháng 5, trong đó có tới 530 người là lao động nhập cư. Philippines ghi nhận hơn 15.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 904 trường hợp tử vong. Tổng thống Philippines đánh giá rủi ro từ việc mở cửa trở lại trường học là quá lớn và học sinh sẽ không đi học lại cho đến khi có vaccine, bất chấp tình trạng ở nhà hiện nay ảnh hưởng nhiều đến việc học tập. Sáu giờ ngày 28 tháng 5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV, đánh dấu 42 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, 24 giờ qua, thêm một ca nhiễm, 6 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm là 327, trong đó 278 người đã khỏi bệnh. Bệnh nhân số 91 là ca nặng nhất hiện nay. Hôm qua, bệnh nhân đã tỉnh, có phản xạ ho và cử động được các ngón tay khi ngưng thuốc giãn cơ và an thần. Chính phủ Pháp ngày 27 tháng 5 hủy bỏ sắc lệnh cho phép các bác sĩ trong bệnh viện sử dụng thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine như một phương pháp điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Quyết định trên được đưa ra sau khi hai cơ quan tư vấn của Pháp và Tổ chức Y tế Thế giới tuần này cảnh báo thuốc này có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe như rối loạn nhịp tim và không nên sử dụng bên ngoài bệnh viện hay ngoài mục đích thử nghiệm lâm sàng. Trong buổi họp báo, Thủ tướng Anh Johnson cho biết thị lực của ông đã bị ảnh hưởng sau khi mắc COVID-19. Tôi phải đeo kính lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nghĩ đây có thể là tác động của COVID-19 và rất có khả năng thị lực suy giảm là một vấn đề liên quan tới virus, ông Johnson cho hay. Suy giảm thị lực hiện không nằm trong danh sách các triệu chứng mắc COVID-19 của Anh. Hiện tại giới y khoa chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy COVID-19 có thể ảnh hưởng đến thị lực. Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đang cảnh báo cả HIV và SARS-CoV-2 đều tấn công cơ thể bằng cách loại bỏ phân tử đánh dấu bề mặt tế bào bị tổn hại được hệ miễn dịch sử dụng để định vị và tiêu diệt mầm bệnh. Để tiến hành nghiên cứu, chuyên gia virus thu thập nhiều tế bào T có nhiệm vụ phối hợp bảo vệ cơ thể chống lại mầm bệnh lạ từ 5 bệnh nhân khỏi COVID-19. Họ chỉ ra rằng những tế bào này không còn khả năng phát hiện và ngăn ngừa virus bởi thiếu đi phân tử định vị, còn gọi là MHC. nCoV đã loại bỏ phân tử bằng cách tạo ra protein ORF8 liên kết và kéo chúng vào tế bào bị bệnh, tiêu diệt từ bên trong.
Như vậy, sau khi mắc COVID-19, chức năng miễn dịch ở người bị suy giảm. Điều đáng chú ý là virus SARS-CoV-2 không chiếm tế bào T để tái sinh nên ít nguy hiểm hơn S, giai đoạn cuối của nhiễm HIV, và virus này cũng đột biến với tốc độ chậm hơn nhiều. Bệnh nhi 21 tháng tuổi trú tại Yên Thành, Uông Bí ngã xuống đầm ở nhà. Khi được phát hiện, trẻ đã có biểu hiện ngừng thở, tím tái, gia đình vội đưa trẻ đến viện. Trẻ nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, da xanh tím, đồng tử giãn tối đa, mất hết phản xạ, mạch, huyết áp bằng không. Trẻ được chẩn đoán ngừng tuần hoàn do đuối nước. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản cho trẻ thở máy. Hiện trẻ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ phải luôn giám sát con em mình khi đi tắm biển, ao hồ, đậy kín các vật dụng chứa nước trong nhà, không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, đặc biệt đối với các trẻ mới biết đi, trẻ hiếu động, luôn muốn tìm hiểu thế giới xung quanh. Nếu không may trẻ bị đuối nước, cần sơ cứu cho trẻ ngay khi được đưa lên khỏi mặt nước. Để phòng tai nạn đuối nước ở trẻ, trẻ cần được dạy các kỹ năng an toàn, các kiến thức an toàn khi tham gia môi trường nước, biết nhận biết các môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi và xuống bơi.